Xin chào mọi người. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ bàn về việc liệu để xây dựng một phương pháp giao dịch hay đầu tư có thực sự khó hay không. Trong những ngày qua thì kênh của mình vừa đạt 100.000 lượt đăng ký. Nó không phải là quá to lớn, nhưng đây cũng là dấu mốc đáng nhớ cho những video kiến thức mà mình muốn chia sẻ tới mọi người. Thực ra việc đạt được điều này không hề nằm trong mục tiêu của mình, mà mình chỉ áp dụng một công thức chung. Đó là tập trung vào việc thực hiện đúng kế hoạch đã đặt ra, tập trung vào quá trình làm thay vì tập trung vào việc đạt mục tiêu. Mục tiêu của mình không phải là đạt được bao nhiêu lượt đăng ký, đạt bao nhiêu lượt xem, mà cái mình tập trung đó là tần suất đăng và chất lượng video, làm sao có thể truyền đạt được tới mọi người tốt nhất. Hay ở trong giao dịch và đầu tư cũng vậy, khi bạn đã có phương pháp tốt, bạn chỉ cần tập trung vào việc cần phải làm gì, đó là tuân thủ theo phương pháp, số lượng lệnh vào mỗi ngày, kiểm soát rủi ro, vân vân. Giống như việc bạn không nên tập trung vào những con số trên YouTube như là số lượt xem, số lượt đăng ký, vì nó sẽ rất dễ làm bạn dao động và nản chí khi ở thời gian đầu chúng ta chưa có một kết quả tốt. Ở lĩnh vực trading cũng vậy, bạn không nên tập trung vào số tiền, kể cả bạn có giao dịch ngắn hạn hay là giữ lệnh dài hạn. Việc tập trung vào con số sẽ luôn làm bạn bị dao động khi mà nó tăng hay giảm, kết quả tốt hay không tốt, từ đó dễ dẫn đến việc phá vỡ kế hoạch đã đưa ra từ ban đầu. Tuy mỗi ngành nghề là khác nhau, nhưng công thức để thành công trong một lĩnh vực thường sẽ giống nhau. Bạn có thể từng nghe tới việc nếu muốn thứ gì, hãy đặt mục tiêu để đạt được nó. Ví dụ bạn hãy đặt mục tiêu mua nhà, mua xe trong 2 năm tới. Mục tiêu sẽ kiếm 1 triệu đô la trong 1 năm hay là 5 năm tới. Khi đặt mục tiêu như vậy thì luật hấp dẫn sẽ giúp bạn. Thực ra mấy cái đó mình thấy nó không có tác dụng lắm. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào việc xây dựng kế hoạch và thực hiện nó. Làm sao bạn có một kế hoạch để phát triển tiến tới mục tiêu? Khi bạn tập trung vào con số thì rất khó để bạn có thể đạt được. Còn nếu tập trung vào việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, những con số tự động sẽ tới. Nếu bạn làm content như YouTube, TikTok, bạn nên tập trung vào việc ra nội dung chất lượng đều đặn thay vì tập trung vào số lượng đăng ký hay là lượt xem. Trong kinh doanh, tập trung vào việc vận hành công việc kinh doanh thay vì con số kiếm được hàng tháng. Còn trong giao dịch, tập trung vào việc xây dựng phương pháp tốt, sau đó tuân thủ và thực hiện theo phương pháp đó, thay vì tập trung mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng phải kiếm được bao nhiêu tiền. Bởi vậy, ở bước đầu tiên, bạn phải xây dựng được một phương pháp giao dịch tốt đã. Có nghĩa là phương pháp sẽ giúp bạn kiếm được lợi nhuận ổn định và lâu dài. Mọi người hãy tập trung vào chữ ổn định và lâu dài. Một phương pháp tốt là phương pháp khi bạn tuân thủ sẽ giúp bạn có lợi nhuận tăng trưởng dần về lâu dài. Vì trong ngắn hạn, bất kỳ một phương pháp tốt hay xấu nào cũng có thể giúp bạn thắng, nhưng vẫn có những lệnh thua xen kẽ. Đây là tư duy đầu tiên mà bạn phải hiểu khi xây dựng một phương pháp tốt. Một phương pháp tốt phải được kiểm chứng trong thời gian dài, số lượng lệnh lớn, chứ không phải sau một vài lệnh thắng là có thể kết luận một phương pháp nó sẽ tốt. Chúng ta thường hay nhầm lẫn như vậy. Chúng ta thường gặp một phương pháp, thử và thấy nó đúng trong một vài trường hợp là chúng ta mang vào áp dụng ngay. Chính vì vậy mà việc thống kê backtest một phương pháp trong một khoảng thời gian dài là một việc bắt buộc phải có. Hầu hết khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm học một phương pháp thường lầm tưởng rằng có thể dễ dàng tìm được một phương pháp tốt. Đọc sách, thấy một phương pháp của ai đó chia sẻ, bạn mặc định là phương pháp đó tốt và áp dụng nó. Xem YouTube, thấy một phương pháp của ai đó chia sẻ, bạn mặc định tin phương pháp đó và áp dụng nó. Vào nhóm chat, thấy ai đó chia sẻ một phương pháp nào đó, bạn thấy nó đúng trong một vài lệnh và nghĩ nó là phương pháp tốt, bạn mặc định áp dụng. Tư duy này là hoàn toàn sai lầm. Mình đọc nhiều bình luận có hỏi mình rằng phương pháp này, phương pháp kia có tốt hay không. Bản thân mình thì cũng không biết hết được mọi phương pháp. Mình chỉ tập trung vào cái mà mình đang hiểu, cái mà mình đang áp dụng. Thực ra trading là xác suất. Khi bạn vào ngẫu nhiên, bạn cũng đã có xác suất thắng là 50% rồi. Do vậy, bạn có thể dễ dàng tạo ra một bộ quy tắc vào lệnh nào đó. Sau đó tự bạn đặt tên cho phương pháp của bạn là ABC hay là phương pháp XYZ. Vì kiểu gì, nó cũng cho bạn những lệnh thắng và những lệnh thua. Trong giao dịch, nó không giống như những nghề khác. Ở những nghề khác, chúng ta sẽ học theo những khái niệm đã chính xác hoàn toàn. Ví dụ như định nghĩa hình vuông, hình tròn là gì? 1 cộng 1 bằng 2 chứ không phải là bằng 3. Trọng lực là gì? Hệ tuần hoàn là gì? Vân vân. Bạn càng học nhiều kiến thức chuyên ngành, bạn càng hiểu chuyên sâu và áp dụng nó tốt hơn. Nhưng nếu chúng ta mang tư duy đó vào việc học trading thì sẽ không chính xác. Mỗi một phương pháp sẽ có những định nghĩa khác nhau. Có thể ở trading, bạn sẽ gặp rất nhiều định nghĩa và nó chẳng hề liên quan tới nhau. Từ những định nghĩa về chỉ báo, tới những định nghĩa về cung cầu, những cái từ khóa tiếng Anh phức tạp. Nếu mà gặp một định nghĩa mới nào bạn cũng học, như vậy không những không có tác dụng mà nó còn làm bạn loạn hơn mà thôi.
Bởi vậy, khi nghe một phương pháp bất kỳ và bắt đầu áp dụng ngay là việc hoàn toàn sai lầm. Việc bạn cần làm đó là xem phương pháp đó có tuân thủ theo quy luật mua bán của thị trường hay không. Quy luật mua bán cũng chính là luật bò gấu mà mình đã chia sẻ trên kênh này. Bạn xem sẽ hiểu cách giá di chuyển, tại sao giá di chuyển, hiểu thực sự từ bản chất. Nếu nó tuân thủ quy luật mua bán rồi thì hãy thử thống kê nó và cải tiến nó trên một cặp tiền, xem xác suất của nó sau một thời gian dài có tốt hay không, rồi mới bắt đầu áp dụng. Nó không phải là nếu bạn thấy một phương pháp có một quy tắc, chẳng hạn như là vào mua khi hai đường MA cắt nhau đi lên, hay là khi RSI dưới mức 30. Bạn thấy một phương pháp ai đó chia sẻ có quy tắc như vậy và bạn áp dụng ngay lập tức. Chúng ta không nên làm như vậy. Việc chúng ta cần làm đó là phải tự hỏi tại sao lại có quy tắc như vậy. Hai đường MA cắt nhau thì nó liên quan gì tới giá di chuyển? Hay là lý do gì mà RSI dưới mức 30 thì lại mua vào? Thậm chí nếu chúng ta muốn dùng thì chúng ta phải hiểu tới mức là các chỉ báo như MA, RSI được tính như thế nào. Và khi không có câu trả lời là tại sao, ví dụ như tại sao RSI dưới mức 30 thì sau đó giá nó sẽ có khả năng tăng lên để mà chúng ta mua vào. Như vậy thì những cái quy tắc đó nó chỉ là một cái quy định của một người nào đó, chứ thị trường nó không có quy định như vậy và chúng ta cũng không có lý do gì để áp dụng. Một quy tắc nó phải tuân thủ theo cách thị trường di chuyển. Về bản chất thị trường thì bạn có thể học qua 4 video mà mình để link ở dưới phần mô tả. Đó là những video học thử và những bài đầu tiên trong khóa học. Mình nói điều này không phải là để khuyến khích bạn mua khóa học, mà tuy nó là video học thử nhưng nó vẫn là những kiến thức quan trọng, kiến thức nền tảng giúp bạn hiểu rõ bản chất hình thành nên giá. Và thực ra nó miễn phí nên là không có lý do gì mà bạn không xem cả. Mình không khuyến khích bạn trả tiền mua khóa học hay là trả phí cho bất cứ thứ gì khi mà bạn chưa sẵn sàng. Nếu chưa sẵn sàng, các bạn hãy nên tiếp thu hết những thứ miễn phí mà mình chia sẻ. Tóm lại, khi gặp một phương pháp bất kỳ, bạn cần tỉnh táo đặt lại câu hỏi xem là các quy tắc vào lệnh của nó có tuân thủ theo bản chất giá di chuyển hay không. Sau đó hãy kiểm chứng nó bằng cách thống kê xem phương pháp đó có mang lại lợi nhuận về lâu dài hay không. Lúc này thì bạn mới biết được một phương pháp nó tốt hay là xấu. Chứ không phải là chúng ta xác định một phương pháp tốt hay xấu từ việc hỏi mình hay là hỏi một ai đó là nó tốt hay xấu. Nếu mình nói một phương pháp xấu là phương pháp đó tốt, không lẽ bạn lại mang nó ra áp dụng ngay luôn? Điều đó là hoàn toàn sai lầm. Chính bạn phải hiểu, phải thử và cảm nhận được là nó tốt hay xấu. Còn bây giờ, chúng ta hãy trả lời câu hỏi. Nếu chưa có phương pháp, vậy thì phải xây dựng một phương pháp tốt từ đầu như thế nào? Thay vì nói xây dựng một phương pháp tốt, chúng ta sẽ cụ thể hóa bằng việc tìm điểm vào mua hoặc vào bán có xác suất xảy ra nhiều, tức là hơn 50%. Như vậy thì việc hình dung sẽ dễ hơn. Để chọn được điểm vào tốt, vậy thì phải hiểu cách thị trường di chuyển như thế nào trước đã. Những vùng cản hay là vùng bò gấu nào có khả năng đảo chiều cao, cách lòng một xu hướng tốt như thế nào, lực mạnh yếu như thế nào, điểm vào lệnh như thế nào. Những kiến thức này thì mình cũng đã chia sẻ rồi và mỗi một yếu tố nó sẽ giúp tăng xác suất thắng lên. Ví dụ ngay từ đầu khi vào ngẫu nhiên, chúng ta có xác suất thắng là 50%. Khi vào theo một xu hướng rõ ràng, xác suất thắng sẽ được cộng thêm 5% chẳng hạn. Tất nhiên, để có xác suất chính xác thì chúng ta phải thống kê. Tuy nhiên làm sao để xác định được tín hiệu vào lệnh? Ví dụ ở lệnh mua thì lúc này chúng ta cần phải một mô hình giá mua tốt. Khi vào theo mô hình thì xác suất cũng được cộng thêm 5%. Những yếu tố ủng hộ cho điểm vào lệnh đều sẽ được cộng thêm xác suất thắng. Ngược lại, những yếu tố không ủng hộ thì chúng ta sẽ trừ đi. Ví dụ khi có hai quy tắc vào lệnh trên, tức là có tín hiệu vào lệnh mua rồi, trong xu hướng tăng rồi. Trong quá trình thống kê thì chúng ta lại thấy những điểm vào mà đang nằm ở trong một vùng gấu mạnh, một vùng mà phe bán có khả năng cao lao vào và đẩy giá đi xuống thì dễ bị stop loss hơn. Lúc này cái việc tín hiệu vào lệnh nằm ở một vùng gấu mạnh nó sẽ làm giảm xác suất thắng đi. Vậy thì muốn tối ưu không bị mất xác suất thắng đó thì chúng ta cần phải có thêm quy tắc lọc bớt đi những cái mô hình mà hay bị stop loss như vậy. Đó là quy tắc không vào lệnh mua tại những vùng gấu mạnh. Khi mà làm các bước tương tự như vậy, chúng ta sẽ xây dựng được một bộ quy tắc vào lệnh có xác suất tốt. Chúng ta cứ làm và tối ưu dần dần thì sẽ tự động hình thành ra một phương pháp tốt hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý là khi tối ưu thêm càng nhiều quy tắc để xác suất thắng tốt thì ngược lại cái tần suất lệnh cũng sẽ giảm. Bởi vì bản chất là chúng ta lọc đi những cái điểm vào xấu, giữ lại những điểm vào tốt. Tuy là phương pháp tốt nhưng mà tần suất vào lệnh nếu quá ít thì nó cũng không tốt. Chúng ta chờ mãi mà không có lệnh để vào, rất dễ để nản chí. Do đó chúng ta cần phải cân đối sao cho tỷ lệ thắng chỉ cần vừa phải.
và vẫn có tần suất vào lệnh hợp lý. Các bạn hãy xem video lại nhiều lần để hiểu cái cách làm thế nào để có thể xây dựng một phương pháp giao dịch tốt, có xác suất thắng cao. Sau đó thì các bạn hãy làm từng bước tương tự như những gì mình hướng dẫn. Như vậy thì các bạn sẽ tự tùy biến, xây dựng được những phương pháp dành riêng cho bản thân mình mà không cần phải nhờ ai giúp đỡ cả. Và lời cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian vừa qua. Điều đó cũng là một phần khiến mình cảm thấy công việc giao dịch và đầu tư nó bớt nhàm chán và cô đơn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.